Thủy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ ba, ngày 19 tháng 3. Cảm ơn quý vị nghe đài đã luôn đồng hành với hệ thống kênh Ngô Phòng. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong phần 1 của chương trình. Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp về sáng kiến nghiên cứu sức khỏe phụ nữ. Vụ bịt miệng ở Manhattan, mặc dù Trump thất bại trong việc chặn Michael Cohen Stormy Daniels ra tòa làm chứng, nhưng ông ta đã thắng trong hai điểm quan trọng khác. Hàng chục thực thể đã từ chối Trump sau khi ông cầu xin họ giúp đỡ số tiền đặt cọc 454 triệu đô la tiền phạt khi chờ kháng cáo. Tại sao tối cao pháp viện giữ nguyên lệnh cấm chức vụ đối với một bị cáo J6? Trump lại tấn công người Mỹ gốc Do Thái bằng thái độ bài Do Thái, khiến các nhà lập pháp Do Thái phẫn nộ. Bắc Hàn đã cung cấp 7.000 container đạn dược cho Nga. Liên minh EU đồng thuận áp đặt lệnh trừng phạt lên người định cư Israel và Hamas. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã ký một sát lệnh hành pháp vào thứ Hai, mở đầu cho sáng kiến nghiên cứu sức khỏe phụ nữ đầu tiên từ tòa bản ốc nhằm tiên phong cho thế hệ tiếp theo của nghiên cứu khoa học và khám phá về sức khỏe phụ nữ. Sáng lệnh theo ông sẽ chỉ đạo hành động hành pháp toàn diện nhất từ trước đến nay để giải quyết vấn đề sức khỏe của phụ nữ bằng cách ưu tiên nó trên toàn bộ chính phủ liên bang. Tại sao nó thực sự quan trọng? Bởi vì chúng tôi tập trung vào việc cùng nhau hỗ trợ phụ nữ. Tổng thống Biden phát biểu tại bản ống nơi ông có sự đồng hành của phó tổng thống Kamala Harris, đệ nhất phu nhân Joe Biden và Maria Shriver, người sáng lập phong trào Alzheimer dành cho phụ nữ. Trong bài phát biểu, tổng thống dân chủ đã ca ngợi những gì ông cho là kỷ lục của chính quyền trong việc ưu tiên phụ nữ nhằm cải thiện nền kinh tế thông qua việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động và ưu tiên truy cập vào chăm sóc trẻ em và khoản giảm trừ thuế cho trẻ em ông đã thề sẽ tiếp tục nỗ lực để gia hạn chương trình hiện đã hết hạn trước sự phản đối của đảng cộng hòa xác lệnh hành pháp của ông biden sẽ chỉ đạo các cơ quan liên bang tăng cường tiêu chuẩn nghiên cứu và dữ liệu về sức khỏe phụ nữ ưu tiên đầu tư vào nghiên cứu sức khỏe phụ nữ và thúc đẩy nghiên cứu về các chủ đề mới theo bạch ốc cho biết sáng lệnh cũng sẽ thúc đẩy nghiên cứu về sức khỏe tuổi trung niên của phụ nữ cũng như các bệnh tật và tình trạng phổ biến sau mãn kinh bao gồm viêm khớp dạng thấp đau tim và loãng xương để làm được điều này bộ y tế và dịch vụ nhân sinh sẽ được chỉ đạo gia tăng thu thập dữ liệu về sức khỏe tuổi trung niên của phụ nữ và tìm cách cải thiện quản lý các vấn đề liên quan Cơ quan FDA đang lên kế hoạch làm giảm bất bình đẳng trong việc tiếp cận các sản phẩm y tế dành cho bệnh lý phổ biến ở phụ nữ. Họ sẽ phát hành hướng dẫn mới cho các công ty y tế, yêu cầu họ phải bảo đảm phụ nữ được tham gia trong các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Bên cạnh đó, cơ quan bảo vệ môi trường EPA cũng lên kế hoạch cải thiện cách thức họ cấp phép cho các dự án để chắc chắn là họ xem xét đến ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe phụ nữ. EPA cũng sẽ thành lập một nhóm cộng đồng sức khỏe phụ nữ để tăng cường hợp tác và nghiên cứu trong lĩnh vực này và Bộ Nông nghiệp dự định tài trợ nghiên cứu về các dấu hiệu cảnh báo sớm của tử vong ở bà mẹ. Tôi không phải là người đặt cược, nhưng nếu có, tôi sẽ cược rằng đây là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ ký một sắc lệnh hành pháp mà có đề cập đến thời kỳ mãn kinh và sức khỏe tuổi trung niên của phụ nữ. Maria Shriver, người sáng lập phong trào Alzheimer nói và nói thêm với chữ ký của Tổng thống Biden, phụ nữ sẽ nhận được câu trả lời và sự quan tâm họ đã tìm kiếm từ lâu, và họ hoàn toàn xứng đáng được nhận. Lưu Maria Shriver cũng là cựu đại nhất phu nhân của California khi chồng bà Arnold Schwarzenegger đảm nhận chức vụ thống đốc từ năm 2003 đến 2011. Trong khi đó, về vụ bóc bánh trả tiền rồi bịt miệng ở Manhattan, Nỗ lực của ông Trump nhằm ngăn chặn ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels và cựu luật sư một thời của Trump Michael Cohen ra làm chứng tại phiên tòa hình sự sắp tới ở New York đã bị thẩm phán phụ trách vụ án bác bỏ vào hôm thứ Hai. Đội ngũ pháp lý Trump trước đó đã kiến nghị cấm lời khai của cả Daniels và Cohen với lý do được đưa ra trong một hồ sơ vào tháng trước. Lập luận, Cohen là người nói dối và Daniels là kẻ cơ hội. Tương tự như Cohen, bà ta tìm cách kể lại những câu chuyện được bịa đặt với những chi tiết gợi cảm về sự kiện mà bà ấy tuyên bố đã xảy ra gần 20 năm trước. Các luật sư Trump đã viết. Tuy nhiên, thẩm phán Juan Marshall đã bác những lập luận đó. Ông nhận thấy tòa không tìm thấy lý do gì để ngăn cản Cohen ra khai chỉ vì tính xác thực của ông ta đã được đặt câu hỏi trước đó. Trong khi trường hợp của Daniels, giá trị chứng cứ là rõ ràng. Bà Daniels có lẽ là nhân vật trung tâm của vụ án, là người nhận khoản thanh toán 130.000 đô la mà ông Cohen giấm dúi đưa cho bà thay mặt ông Trump, nhằm giữ bà im lặng về một cuộc mây mưa mà bà tuyên bố đã cùng với ông một thập niên trước. Trong vụ bịt miệng ở Manhattan, bị cáo Trump bị truy tố 34 tội hình sự về việc làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán im lặng khoản thanh toán được cho là một phần của kế hoạch bắt và giết rộng lớn hơn, bao gồm một khoản thanh toán tương tự cho cựu người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal, người cũng sẽ được phép làm chứng. Luật sư Trump cũng đã cố gắng ngăn cấm việc sử dụng cụm từ bắt và giết trong phòng xử án, điều mà thẩm phán Mershon cũng từ chối. Đến nay, ông Trump đã phủ nhận việc có quan hệ với cả McDougal và Daniels một người giữ cửa trước đây tại Trump World Tower, Dino Saudin, cũng sẽ được phép làm chứng. Đó là những thất bại trước tòa ngày hôm qua của Trump. Tuy nhiên, ông đã giành được hai chiến thắng khiêm tốn trong quyết định của thẩm phán Mershon. Thẩm phán cho biết các công tố viên sẽ không được phép giới thiệu kết quả kiểm tra nói dối của Daniels như một bằng chứng tại tòa và quan trọng hơn thẩm phán cũng quyết định rằng bên công tố không thể phát hành cuốn bằng access hollywood khét tiếng tại tòa để cho bồi thẩm đoàn xem mà trong đó ông trump đã nói một cách thô tục và tục tiểu về phụ nữ việc thẩm phán quyết định bên công tố không được phép giới thiệu kết quả kiểm tra nói dối của Stormy Daniels như một bằng chứng tại tòa được xem là chiến thắng cho Trump, vì nó hạn chế khả năng của bên công tố trong việc sử dụng bằng chứng có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan điểm của bồi thẩm đoàn về tính xác thực của lời khai của Daniels. Kiểm tra nói dối hay phát hiện gian lận thường được sử dụng để đánh giá mức độ trung thực của một cá nhân trong việc tuyên bố hoặc phủ nhận một sự kiện cụ thể. Nhưng tính hợp lệ và độ chính xác của những kiểm tra này có thể bị tranh cãi, và chúng không phải lúc nào cũng được chấp nhận là bằng chứng tại tòa do các hạn chế về phương pháp và khả năng sai sót. Nếu kết quả kiểm tra nói dối của Daniels được chấp nhận làm bằng chứng, nó có thể gia tăng mạnh mẽ cho lời khai của bà, bằng cách cung cấp bằng chứng bổ sung về việc bà nói sự thật về mối quan hệ và các giao dịch tài chính liên quan đến Trump, do đó việc loại bỏ kết quả này khỏi tiến trình xét xử giúp bảo vệ trump khỏi một yếu tố có thể làm suy yếu phòng thủ của ông trước bồi thẩm đoàn và công chúng tuy nhiên các công tố viên sẽ được phép mô tả nội dung của cuốn bằng và đặt câu hỏi với các nhân chứng về nó dù vậy, phán quyết mà thẩm phán Merron lưu ý là ông có thể xem xét lại trong tương lai vẫn là một tổn thất đối với văn phòng biện lý Manhattan khi họ chuẩn bị trình bày một câu chuyện rằng Trump đã vội vã sắp xếp khoản thanh toán bị miệng khi ông hoảng sợ về cuốn bằng được phát hành trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn được lên kế hoạch bắt đầu vào ngày 25 tháng 3. Nhưng thẩm phán Merson đã đồng ý trì hoãn 30 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước, sau khi luật sư Trump phàn nàn về việc bị quá tải bởi việc nhận được hơn 100.000 trang tài liệu chứng cứ từ phía công tố viên vào thời điểm cuối cùng. Quyết định đó có nghĩa là phiên tòa sẽ không bắt đầu sớm nhất là giữa tháng 4, mặc dù ngày bắt đầu của nó có thể bị trì hoãn thêm sau một phiên điều trần về vấn đề mà thẩm phán Merson đã lên lịch vào ngày 25 tháng 3 viết rằng vẫn còn những câu hỏi quan trọng về sự thật mà tòa này phải giải quyết. Ở một diễn biến khác có liên quan, luật sư Trump đang khẩn thiết yêu cầu tòa phúc thẩm New York tạm dừng thi hành án phạt 355 triệu, này đã tăng lên hơn 450 triệu đô la do lãi suất. Theo hồ sơ tòa do đội ngũ pháp lý Trump đệ trình vào thứ Hai, ông Trump đã yêu cầu một số bên bảo lãnh để hỗ trợ khoản tiền đặt cọc 464 triệu đô la cần thiết để kháng cáo phán quyết của thẩm phán Arthur Ingerin. Trong số hàng chục thực thể được nêu trong hồ sơ có tập đoàn bảo hiểm Zurich, nơi ông Olin Weisselberg, cựu giám đốc tài chính Trump Organization, bị cáo buộc đã lừa dối tập đoàn bảo hiểm này bằng cách tuyên bố giá trị của bất động sản Trump đã được định giá bởi một bên định giá độc lập. Điều này có nghĩa là ông Trump đã yêu cầu một trong những thực thể mà ông bị cho là có trách nhiệm lừa dối để giúp ông có số tiền đặt cọc. Các luật sư Trump đã nói hôm thứ Hai, việc bảo đảm cho khoản tiền đặt cọc cần thiết để kháng cáo là một điều bất khả thi về mặt thực tế. Gọi số tiền đó là quá mức và là yêu cầu bảo lãnh không thể thực hiện được. Thêm vào đó, nhóm Trump khẳng định không có công ty bảo lãnh nào sẵn lòng chấp nhận bất động sản làm tài sản thế chấp cho một phán quyết có quy mô lớn như vậy. Cộng thêm tiền lãi, Trump hiện nợ 456,8 triệu đô la. Tổng cộng ông và các đồng phạm bao gồm cả công ty ông, các con trai Eric và Donald Trump Jr cùng các giám đốc điều hành khác nợ 467,3 triệu đô la. Các luật sư của Trump cho biết để có được khoản tiền bảo lãnh, họ sẽ phải thế chấp tài sản thế chấp trị giá 557 triệu đô la. Ông Trump có thời hạn đến ngày 25 tháng 3 để trả khoản tiền phạt để được tòa ban lệnh ngừng tịch thu tài sản văn phòng bà james hôm thứ hai từ chối bình luận về việc trump không có khả năng trả tiền bảo lãnh mặc dù ông trump bất động sản từng nhiều lần tuyên bố rằng ông có tiền mặt với số lượng lớn và có thể đáp ứng bất kỳ phán quyết nào về tài chính nhưng thực tế có vẻ ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với trump Thưa quý thính giả, Tòa tối cao Pháp viện hôm qua đã bác kháng cáo từ một cựu ủy viên quận ở New Mexico, người đã bị cấm giữ chức vụ sau khi bị kết án trong một vụ án liên quan đến sự kiện J6. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao ông này lại không được hưởng lợi từ phán quyết gần đây cho phép ông Trump đủ điều kiện tham gia bầu cử, mặc dù có lệnh cấm kẻ nổi loạn theo tu chính án thứ 14 Corey Griffin, người bị kết án vào năm 2022 về các tội danh nhẹ liên quan đến vai trò của ông trong vụ xâm nhập khuôn viên tòa nhà quốc hội, là thành viên của ban điều hành quận Ontario cho đến khi các tòa ra lệnh loại bỏ ông khỏi vị trí này vào cuối năm đó. Người sáng lập tổ chức Cowboys for Trump từng là một người ủng hộ nhiệt thành cho các lý thuyết về gian lận bầu cử tối cao pháp viện không giải thích lý do tại sao họ từ chối đơn kháng cáo của Corey griffin hôm thứ hai nhưng một điểm quan trọng là vụ kiện của griffin liên quan đến chức vụ cấp tiểu bang không phải chức vụ liên bang hay tổng thống thật vậy phán quyết vụ trump chống anderson nêu rõ chúng tôi kết luận rằng các tiểu bang có thể loại bỏ những người đang giữ hoặc cố gắng giữ chức vụ cấp bằng nhưng các bang không có quyền theo hiến pháp để thực thi điều 3 của tù chính án thứ 14 đối với các chức vụ liên bang, đặc biệt là tổng thống. Trong thời gian chờ đợi quyết định của đơn kháng cáo của Griffin, sau khi vụ Trump chống lại Anderson được thảo luận, nhưng trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, giới quan sát đã nhận thấy các thẩm phán trong phiên điều trần của Trump có vẻ quan tâm nhiều hơn đến các chức vụ ở cấp liên bang và tổng thống. Điều này có thể không mang lại lợi ích cho Griffin, Cuối cùng, đúng như giới quan sát dự đoán, nhưng dựa trên cách lập luận của tối cao Pháp viện, Griffin vẫn có cơ hội tranh cử các chức vụ liên bang nếu ông muốn, đặc biệt là chức tổng thống. Điều đó tạo ra một tình huống khá trái khuấy khi nhìn vào bề mặt. Làm thế nào một người bị coi là không đủ tư cách để giữ một vị trí ở cấp độ tiểu bang lại có thể được xem xét cho những vị trí có quyền lực và trách nhiệm lớn hơn ở cấp độ liên bang? vẫn biết rằng các nhà soạn thảo hiến pháp đã thiết kế một hệ thống phức tạp với cấu trúc phân quyền giữa chính phủ liên bang và chính phủ các bang cũng như một hệ thống kiểm soát và cân bằng giữa các nhánh chính phủ họ có một cái nhìn xa trông rộng và tôn trọng sự đa dạng của các bang cho phép mỗi bang có một số quyền tự quản trong khuôn khổ của hiến pháp nhưng nếu những nhà soạn thảo có cơ hội xem xét lại các quy định dưới ánh sáng của lịch sử và phát triển chính trị, họ có thể cân nhắc việc làm cho các quy định này phản ánh một cách rõ ràng và nhất quán hơn đối với việc ngăn chặn những kẻ từng tham gia vào hành động phản loạn khỏi việc giữ chức vụ công. Điều đó có thể bao gồm việc cung cấp hướng dẫn rõ hơn về cách áp dụng tu chính án thứ 14 và làm thế nào các nguyên tắc của nó nên được thực hiện đồng nhất ở cả cấp độ bang và liên bang. Cập nhật thêm, tối cao pháp viện cùng ngày đã từ chối tạm hoãn thi hành án tù đối với ông Peter Navarro, cựu cố vấn kinh tế thời Trump. Quyết định này được chánh án John Roberts ký và cho biết ông không có cơ sở để không đồng ý với phán quyết của tòa cấp dưới. Như vậy, ông Peter Navarro sẽ phải trình diện ở nhà tù Miami trước ngày 19 tháng 3 để thù án 4 tháng tù giam tội thách thức trác đòi của Quốc hội. Trong một diễn biến cũng liên quan đến tối cao pháp viện, tòa đã quyết định kéo dài lệnh cấm đối với một đạo luật cực đoan về nhập cư của Texas vào thứ hai. Đạo luật vốn cho phép giới công lực Texas bắt giữ người nhập cư ở biên giới sau khi chính quyền tổng thống Biden đưa ra thách thức. Thẩm phán Samuel Alito đã ban hành phán quyết chống lại đạo luật, được lên kế hoạch có hiệu lực vào ngày 10 tháng 3. Đây là lần thứ ba ông Alito kéo dài lệnh cấm đối với đạo luật của Texas, có tên SB4, hiện được kéo dài vô thời hạn. Quyết định cuối cùng về đạo luật giờ đây sẽ được tối cao pháp viện ra quyết định, nhưng không rõ khi nào sẽ có phán quyết. Ken Paxton, tổng trưởng lý Texas, đã bảo vệ SB4 bằng cách nói rằng hiến pháp công nhận quyền của Texas trong việc tự bảo vệ khỏi các nhóm tội phạm hoạt động qua các quốc gia chính quyền ông Biden đã kiện để chặn đạo luật Texas, tuyên bố nó vi phạm quyền tối cao của liên bang trong việc thực thi luật nhập cư và có thể làm hại đến quan hệ quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn với cựu phó trợ lý tổng thống thời Trump, Sebastian Gorka, người được biết đến với việc ủng hộ các nhóm có liên kết với Đức Quốc xã, ông Trump một lần nữa đã công kích người Mỹ gốc Do Thái trong một bài diễn thuyết chống Do Thái đầy ghê tởm Ông đã nói với Coca rằng bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ đều ghét tôn giáo của họ. Họ ghét mọi thứ về Israel và họ nên cảm thấy xấu hổ về bản thân. Cuộc tấn công chống Do Thái đầy ác ý của Trump mang âm hưởng của những quan điểm của dân tộc chủ nghĩa da trắng và Đức Quốc xã, cáo một người Mỹ gốc Do Thái có lòng trung thành kép và thể hiện lòng trung thành nhiều hơn với Israel so với Hoa Kỳ nhận xét của Trump nhằm mục đích gắn mát cho bất kỳ người Mỹ gốc do Thái nào chỉ trích Israel là ghét tôn giáo của họ. Xét về lịch sử, Trump đã nhiều lần đưa ra những bình luận bài do Thái trong suốt cuộc đời ông, trên đường tranh cử và trong khi ở tòa bạch ốc. Và cựu chánh văn phòng John Kelly thời Trump gần đây đã nói với CNN, Trump từng nói Adolf Hitler đã làm một số việc tốt. Trong cuộc phỏng vấn với Sebastian Gorka, Trump đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer vì lập trường chống lại Thủ tướng Israel Netanyahu. Mô tả ông Schumer xem những cuộc tuần hành của người Palestine như một nguồn phiếu bầu tiềm năng và từ đó trở nên chống Israel. Trước những bình luận như vậy, ông Schumer đã phản bác trên mạng X, khẳng định việc ông Trump biến Israel thành vấn đề đảng phái chỉ gây hại cho Israel lẫn mối quan hệ với Hoa Kỳ. Sự chỉ trích cũng đến từ dân biểu Dean Phillips và Jamie Ruskin. Với ông Ruskin, gọi đây là sự vu khống trắng trợn đối với đại đa số người do Thái Mỹ. Các nhân vật ủng hộ Israel mạnh mẽ trong cả hai đảng cũng lên tiếng. Dân biểu Debbie Wasserman Schultz chỉ trích Trump vì đã lan truyền định kiến nguy hiểm và ủng hộ những kẻ bài do Thái. Trong khi dân biểu Kathy Manning nhấn mạnh rằng lời lẽ của Trump là đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh gia tăng thù địch chống do Thái. Theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu Pew, đảng Dân Chủ thường giành được cử tri do Thái với tỷ lệ chênh lệch lớn. Trong đó, Trump chỉ thu hút được 30% số phiếu bầu của người Do Thái vào năm 2016 và 27% vào năm 2020. Trong số 33 thành viên quốc hội Do Thái, chỉ có hai người là đảng viên Cộng hòa dân biểu David Kostoff và Max Miller. Chiến dịch Biden-Harris đã nhanh chóng phản hồi về những phát biểu mới nhất của Trump, chỉ trích viện ông ca ngợi Hitler và cũng nhấn mạnh những điều sau đây từ lịch sử tấn công người Mỹ gốc do Thái của Trump. Bao gồm 6 điểm. Thứ nhất, Trump đã ăn tối tại Mar-a-Lago với kẻ chủ nghĩa thượng tôn da trắng Nick Fuentes. Fuentes từng nói, người do Thái xảo trá nên bị hành quyết. Hai. Trump đã khen ngợi một số người biểu tình theo chủ nghĩa phát xít mới ở Charlottesville, những người đã hô vàng, người Do Thái sẽ không thay thế chúng tôi là người rất tốt. bạc Trump trong lễ hội Rosh Hashanah đã tấn công người do Thái không ủng hộ ông là muốn phá hủy nước Mỹ. 4. Trump đã chia sẻ mìm bài do Thái ám chỉ đối thủ được kiểm soát bởi người do Thái và tiền bạc của họ. 5. Trump đã nhiều lần tán thành một thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc do những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới thúc đẩy chống lại người Do Thái và người nhập cư. Và 6. Trump thường xuyên tham gia vào các thông điệp bài Do Thái. Phía tòa mạch ốc cũng đã chỉ trích Trump, viết trong một tuyên bố, Tổng thống Biden đã mạnh mẽ lên án lời lẽ chống Do Thái độc hại và không chấp nhận được trong bối cảnh tội ác chống lại người Do Thái và các hành động thù địch gia tăng trên khắp thế giới, bao gồm cả vụ tấn công gây chết người nghiêm trọng nhất với người Do Thái kể từ Thế chiến thứ hai. Các nhà lãnh đạo phải có nghĩa vụ và đặt tên cho sự hận thù này, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết để chống lại nó. Sang qua nội dung tin khác, bán hàng đã gửi khoảng 7.000 container chứa đầy vỏ khí và trang thiết bị quân sự cho Nga từ năm ngoái nhằm hỗ trợ cuộc chiến của nước này tại Ukraine. Theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Shin won sik trong một cuộc họp báo, chia sẻ tin tức này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các đối thủ, khi bán hàng cũng vừa phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông. Bộ trưởng Shin cũng tiết lộ, bán Hằng sau khi ban đầu dựa vào đường biển, ngày càng sử dụng mạng lưới đường xe lửa của họ để gửi vỏ khí cho Nga qua biên giới đất liền. Đổi lại, bán Hàn đã nhận được hơn 9.000 container từ Nga, có khả năng chứa viện trợ. Ông Shin bày tỏ sự nghi ngờ là Nga có thể đang cung cấp nhiên liệu cho Bình Dưỡng, có thể là vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nhập khẩu dầu và sản phẩm dầu mỏ của quốc gia này. Trước đó, các quan chức Nam Hàn và Hoa Kỳ đã cáo buộc bán hàng cung cấp đạn pháo, hỏa tiễn và trang thiết bị khác cho Nga, giúp hỗ trợ cuộc chiến của họ tại Ukraine. Việc chuyển giao võ khí này đã tăng tốc sau một hội nghị thượng đỉnh hiếm hoi giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Nga Putin vào tháng 9. Đến nay, cả Moscow và Bình Dưỡng đều phủ nhận việc có một thỏa thuận võ khí giữa hai nước. các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu hôm qua đã đồng thuận về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số người định cư Israel do hành động tấn công người Palestine ở bờ Tây, đồng thời quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của nhóm Hamas, tổ chức Hồi giáo tại Palestine. Đây là lần đầu tiên EU gồm 27 quốc gia thành viên thực hiện hành động trừng phạt tương tự như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp dụng các biện pháp chế tài đối với những người định cư Israel có hành vi bạo lực. Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, sau cuộc họp tại Brussels, đã nói với báo chí rằng các quyết định cụ thể đã được nhóm làm việc đạt được sự đồng thuận và tôi hy vọng chúng sẽ sớm được chấp thuận. Các bên đã nhất trí về nguyên tắc chính trị. Trong bối cảnh quốc tế đẩy mắt đến các cuộc tấn công qua biên giới từ Gaza bởi Hamas và phản ứng của Israel, các quan chức châu Âu cũng ngày càng quan ngại về tình trạng bạo lực tăng lên đối với người Palestine ở bờ Tây. EU đã xây dựng một chế độ trừng phạt đặc biệt nhằm vào Hamas sau cuộc tấn công của nhóm này vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Các nhà ngoại giao cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với Hamas trước khi mở rộng sang các người định cư Israel. Điều này quan trọng đối với các quốc gia EU có quan hệ gần gũi với Israel như Đức, Áo và Cộng hòa Sát, vốn muốn làm rõ rằng họ không đánh đồng hai nhóm đó với nhau. Hungary đã là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất các biện pháp trừng phạt nhằm vào người định cư bạo lực, nhưng gần đây đã có sự thay đổi lập trường. Theo ông Borrell, các quốc gia trước đây cản trở đề xuất giờ đã quyết định bỏ phiếu trắng, và danh sách các cá nhân sẽ bị trừng phạt hiện chỉ cần được thông qua về mặt thủ tục. Họ sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đi lại và việc đóng bằng tài sản. Những tranh cãi về các biện pháp trừng phạt được đề xuất cho thấy có sự chia rẽ về trung đông khi mà một số nước EU ủng hộ mạnh mẽ Israel trong khi những nước khác nghiêng về người Palestine nhiều hơn. Và nội dung tin mà Thủy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại video sáng nay của ngày 19 tháng 3 trên Ngô Phòng Today. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo trên Ngô Phòng 247.